Đường Từ, du khách sẽ nhớ ngay tới một trong bốn đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Với độ cao 3.046m so với mực nước biển, Bạch Mục Đường Từ hiện đang là đỉnh núi được các nhóm du khách mạo hiểm lựa chọn chinh phục sau khi đỉnh núi Phan Xipang có hệ thống cáp treo. Tuy nhiên, khách du lịch hiện chủ yếu chinh phục Bạch Mục Đường Từ theo hướng từ tỉnh Lào Cai, chứ ít du khách khám phá từ hướng tỉnh Lai Châu. Theo đánh giá, hướng khám phá này còn rất nguyên sơ, thú vị, đang chờ đón du khách khám phá. Bạch Mục Đường Từ là đỉnh núi cao nhất của khối núi cùng tên, nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, với độ cao 3.046m so với mực nước biển. Đây cũng là đỉnh núi cao thứ tư ở Việt Nam, được đánh giá là đỉnh núi khó chinh phục nhất hiện nay. Tuy nhiên, những người chinh phục đỉnh Bạch Mộc không những yêu cầu du khách phải có sức khỏe tốt mà còn phải có lòng quyết tâm hết sức thì mới có thể lên tới đỉnh núi. Để có thể đi theo đúng lộ trình thì du khách phải lên nghỉ tại điểm du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ vào đêm hôm trước, sáng hôm sau sẽ bắt đầu hành trình. Ngoài những vật dụng cần thiết thì du khách cũng cần thuê thêm đội doctor, mang thêm đồ ăn, thức uống trong 3 ngày 2 đêm. Để lên tới đỉnh núi, du khách phải băng qua các sườn núi dài vô tận, vượt qua những cánh rừng già dày đặc không lối đi. Nhìn bù lại, cảnh sắc thiên nhiên của quãng đường đi như đưa du khách lạc vào câu chuyện cổ tích, đã phần nào giúp du khách bớt mệt mỏi. Càng lên cao, du khách lại càng được trải rộng tầm mắt để tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên của Lai Châu. Du khách sẽ đi qua những cánh rừng gỗ quý gần 1.000 năm tuổi, những cánh rừng cây đô thiên cổ thụ dường như đã làm cho du khách quên đi những mệt mỏi của những đèo dốc tưởng chừng như dài vô tận. Ngày đầu tiên, du khách sẽ nghỉ tại km 40 để lấy lại sức cho hành trình tiếp theo. Sáng hôm sau, du khách sẽ chinh phục đỉnh núi khi mặt trời vừa lên. Đây là đoạn đường đi khá khó khăn, đòi hỏi du khách phải có quyết tâm mới có thể chinh phục đỉnh núi. Với mỗi du khách, nhìn vui mừng dường như vỡ òa khi leo tới đỉnh núi ở độ cao 3.046m. Ấn tượng của du khách sau chuyến chinh phục đỉnh Bạch Mục Đường Từ không chỉ là lên tới đỉnh cao nhất của khối núi, mà còn là những cảnh đẹp thiên nhiên mê hoặc lòng người suốt chiều dài quãng đường đi. Sau chuyến đi, mỗi người lại càng hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn và hiểu hơn về tấm lòng, sự nhiệt tình của đồng bào nơi đây, qua đó tạo động lực cho những hành trình khám phá thiên nhiên sau này. Hoàng sơ như tấm lòng trắng trải.